Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học Toán lớp 2 mới sách cánh diều, bài 55 Bảng nhân 2. Trong video này, chúng mình sẽ làm thêm một số bài tập để mở rộng kiến thức. Các con mở sách giáo khoa trang 10. Giờ cô mời các con tham gia trò chơi đếm cách 2 chính là đếm thêm 2. Chúng mình quan sát lên màn hình. Cô có tấm thẻ, trong tấm thẻ có 2 chấm tròn. Vậy là cô có 2 chấm tròn. Cô biết số 2. 2 chấm tròn thêm 2 chấm tròn bằng mấy chấm tròn? 2 cộng thêm 2 bằng 4. 4 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 6 chấm tròn. 6 thêm 2 bằng 8 chấm tròn. 8 thêm 2 chấm tròn bằng 10 chấm tròn. 10 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 12 chấm tròn. 12 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 14 chấm tròn. 14 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 16 chấm tròn. 16 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 18 chấm tròn. 18 chấm tròn cộng thêm 2 chấm tròn bằng 20 chấm tròn. Đây chính là dãy số cách đều 2 hay còn gọi là dãy số cộng thêm 2 từ 2 đến 20. Cô mời chúng mình đọc lại dãy số cách đều 2 từ 2 đến 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Số đứng trước cộng thêm 2 thì được số liền sau, cứ tương tự như vậy. Cô có bức tranh sau. Cô mời các con quan sát và hãy nói những điều con quan sát được từ bức tranh của cô. À, mỗi nhóm có 2 bạn đang chơi với nhau. Vậy có 3 nhóm trong bức tranh? Vậy trong tranh có tất cả bao nhiêu bạn? À, chúng mình có thể đếm 1 2 3 4 5 6 trong tranh có 6 bạn hoặc chúng mình có thể lấy 2 cộng 2 bằng 4 4 cộng 2 bằng 6 Vậy trong tranh có 6 bạn đúng không nào? Vậy đếm thêm từng bạn hoặc đếm thêm 2 bạn 1 chúng mình dễ dàng trả lời được có 6 bạn trong bức tranh Thế còn ta có thể nêu phép nhân như thế nào từ bức tranh này? Chúng mình thấy mỗi nhóm có 2 bạn mà có 3 nhóm như vậy. 2 được xuất hiện 3 lần. Đúng không nào? Chính là 2 được lấy 3 lần. Thì ta viết phép nhân 2 x 3. Đúng không? Ta sẽ thực hiện phép nhân 2 x 3 để tính xem có tất cả bao nhiêu bạn. Muốn biết 2 x 3 bằng bao nhiêu? Ta lấy 2 x 2 cộng 2 bằng 6. Ba số hạng giống nhau chính là phép nhân. 2 xuất hiện 3 lần chính là 2 x 3. Vậy thực hiện phép nhân 2 x 3 chính là thực hiện các số hạng giống nhau, thực hiện phép cộng giống các số hạng giống nhau. Và ở đây 2 x 3 chính là 3 lần số 2 cộng với nhau bằng 6. Vậy 2 x 3 bằng 6. Các con nhớ chưa nào? Để thực hiện phép nhân chính là phép cộng các số hạng giống nhau. 2 x 3 chính là 3 số 2 cộng với nhau. Vậy chúng mình vừa lập được phép tính từ bức tranh đó là hai bạn xuất hiện 3 lần thì ta có phép tính 2 x 3. Bây giờ có hai có hai bạn nữa đi tới. Các con nêu phép nhân cho cô nào. À, ta có phép nhân 2 x 4 bằng 8. Hai bạn được xuất hiện 4 lần, ta có phép nhân 2 x 4. Thêm hai bạn xuất hiện. Tức là hai bạn từng nhóm 1 đúng không? Xuất hiện 5 lần. Vậy ta có phép tính 2 x 5 bằng 10. Thêm một nhóm nữa xuất hiện, ta có 2 x 6 bằng 10. Thêm một nhóm nữa xuất hiện, ta có 2 x 7 bằng 10. Vậy khi thêm một nhóm xuất hiện thì tích sẽ được cộng thêm 2. 8 thêm 2 là 10, 10 thêm 2 là 12, 12 thêm 2 là 14. Các con quan sát lên màn hình, cô giáo có Tấm thẻ gồm hai chấm tròn, vậy phép nhân tương ứng 2 x 1 bằng 2. 2 xuất hiện một lần, vậy ta lấy 2 x 1. Hai chấm tròn xuất hiện hai lần. Ta có phép nhân 2 x 2 bằng 4. Đúng không nào? Ta chỉ cần lấy hai chấm tròn cộng 2 bằng 4. Vậy 2 x 2 bằng 4. 2 chấm tròn xuất hiện 3 lần ta có phép nhân 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng mấy? Ta lấy 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6. Vậy 2 nhân 3 bằng 6. Phép nhân chính là phép cộng các số hạng giống nhau. 2 chấm tròn xuất hiện 4 lần ta có phép nhân 2 nhân 4. Và ta lấy 2 cộng, 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng 8. Vậy 2 xuất hiện 4 lần chính là 2 x 4 bằng 8. Từ những phép cộng con chuyển thành phép nhân rất là gọn gàng như thế này. Tương tự như vậy, hai chấm tròn được xuất hiện 5 lần. Vậy ta viết phép nhân 2 x 5 Ta lấy 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 5 số hạng 2 cộng với nhau bằng 10 Và từ phép cộng các số hạng giống nhau này Chúng mình viết thành phép nhân Rất là gọn 2 x 5 bằng 10 2 chấm tròn xuất hiện 6 lần Ta có phép nhân 2 x 6 Và ta cũng cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2, 2 6 6 số hạng 2 cộng với nhau bằng 12. Vậy 2 x 6 bằng 12. Từ phép cộng 6 số 2, con viết thành phép nhân như thế này. Hai chấm tròn xuất hiện 7 lần, ta có phép nhân 2 x 7. Ta cũng lấy 7 số hạng 2 cộng với nhau bằng 14. Vậy 2 x 7 bằng 14. Hai chấm tròn xuất hiện 8 lần, ta có phép nhân 2 nhân 8 và ta lấy 8 số hạng 2 cộng với nhau bằng 16. Vậy 2 nhân 8 bằng 16. Hai chấm tròn xuất hiện 9 lần, ta có phép nhân 2 nhân 9 bằng 18. Ta lấy 9 số hạng 2 cộng với nhau bằng 18. Vậy 2 x 9 bằng 18. Hai chấm tròn xuất hiện 10 lần. Ta có phép nhân 2 x 10 bằng 20. Ta lấy 10 số hạng 2 cộng với nhau. Đó. Vậy để tính tất cả số chấm tròn, chúng mình có thể thực hiện phép cộng các số hạng giống nhau hoặc chúng mình có thể thực hiện các phép nhân. Vậy chúng ta lựa chọn phép nhân cho ngắn gọn. Đây chính là các phép nhân trong bảng nhân 2. Các con đọc lại cho cô. 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16 2 x 9 bằng 18 2 x 10 bằng 20 Trong phép nhân thì số đứng ở vị trí thứ nhất có tên gọi là thừa số Số đứng ở vị trí, vị trí thứ hai là thừa số Và kết quả của phép nhân gọi là tích Chúng mình đã được học rồi Vậy các con hãy nhận xét cho cô Các thừa số thứ nhất trong phép nhân có điểm gì các con cần lưu ý à trong bảng nhân 2 thì tất cả số thừa số thứ nhất đều là hai đúng không nào thế còn ở thừa số đó là thừa số thứ nhất là các số 2 này thế còn ở thừa số thứ hai à các con có nhận xét gì thừa số thứ hai là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10. Đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các con có nhận xét gì về tích trong bảng nhân 2? À, tích là dãy số cộng thêm 2 từ 2 cho đến 20. 2 cộng thêm 2 bằng 4, 4 cộng thêm 2 bằng 6, 6 cộng thêm 2 bằng 8. 8 cộng thêm 2 bằng 10, 10 cộng thêm 2 bằng 12, 12 cộng thêm 2 bằng 14, 14 cộng thêm 2 bằng 16, 16 cộng thêm 2 bằng 18. 18 cộng thêm 2 bằng 20. Đây chính là tích hay chính là kết quả của bảng nhân 2. Cô mời chúng mình đọc lại cho cô bảng nhân 2. Các con hãy nhẩm lại cho thuộc, sau đó chúng mình sẽ luyện đọc thuộc lòng. Bây giờ cô sẽ che lại, cô che các thừa số lại, chúng mình đọc cho cô nào. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Cô mời chúng mình tự đọc lại. Bây giờ cô che kết quả lại. Các con đọc lại cùng cô. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Cô mời chúng mình tự đọc lại. con bấm dừng video để luyện đọc thêm cho thuộc. Đọc thuộc rồi thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Cô mời các con đọc lại bảng nhân 2 cho người thân, bạn bè của mình cùng nghe. Đọc xong chúng mình sẽ thực hành làm bài tập số 1. Bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa trang 11 các con ạ. À. Bài 1 tính Vậy các con hãy thực hiện cho cô bài tập số 1 theo yêu cầu. Các con bấm dừng video để chúng mình làm bài vào vở ô ly. Làm xong thì các con sẽ đối chiếu với bài của cô. 2 x 7 bằng 14.

Cô mời tất cả các con đối chiếu bài làm của mình với bài của cô. Cô khen những bạn làm đúng. Bạn nào làm chưa đúng các con sửa lại bài của mình. Tiếp theo cô mời chúng mình chuyển sang bài số 2, trang 11. Bài 2 tính theo mẫu. Mẫu 2 kg nhân 4 bằng 8 kg. Các con nghe cô giải thích. 2 kg nhân 4 tức là 2 kg được lặp lại 4 lần, được xuất hiện 4 lần, 2 kg cộng 2 kg cộng 2 kg cộng 2 kg. Bốn số hạng của mình giống nhau bằng 2 kg. Phép cộng các số hạng giống nhau như thế này. Và đây là đơn vị đo khối lượng. 2 kg được xuất hiện 4 lần, ta có phép nhân 2 kg nhân 4. Và các con thiệt phép cộng nào? 2 kg cộng 2 kg bằng 4 kg. 4 kg cộng 2 kg bằng 6 kg. 6 kg cộng 2 kg bằng 8 kg. Vậy 2 kg nhân 4 thì bằng 8 kg. Các con bấm dừng video để chúng mình làm bài vào bà vở. Làm bài xong chúng mình sẽ đối chiếu với bài của cô. Làm xong rồi các con bấm tiếp theo để chúng mình đối chiếu với bài của cô. 2 kg nhân 6 tức là 2 kg được lặp lại 6 lần như thế này. Xuất hiện 6 lần. 1 2 3 4 5 6. Thực hiện phép cộng này bằng 12 kg. Phép cộng các số hạng giống nhau chính là phép nhân. 2 kg xuất hiện 6 lần ta có phép nhân. 2 kg nhân 6 bằng 12 kg. Vậy khi thực hiện phép cộng dài như thế này, chúng mình có thể viết thành phép nhân ngắn gọn. 2 kg nhân 10 chính là 2 kg được xuất hiện 10 lần và bằng 20 kg. Vậy để thực hiện một phép tính cộng dài như thế này, chúng mình có thể viết ngắn gọn lại thành phép nhân. 2 kg nhân 10 bằng 20 kg. 2 cm x 8 tức là có 8 số hạng là 2 cm. Đây là đơn vị đo độ dài. Số đo độ dài. Số đo độ dài nhé. Vậy ta thực hiện phép cộng này bằng 16 cm. Để thực hiện một phép cộng các số hạng giống nhau dài như thế này, chúng mình viết thành phép nhân ngắn gọn. 2 cm xuất hiện 8 lần, ta viết 2 cm nhân 8 và bằng 16 cm. Tương tự, 2 dm nhân 9. Con thấy 9 số hạng là 2 dm thực hiện với nhau bằng 18 dm. Vậy từ một phép cộng dài như thế này, chúng mình viết thành phép nhân ngắn gọn. 2 dm nhân 9 bằng 18 dm. Tức là 2 dm xuất hiện 9 lần đó lấy 9 lần bằng 18 dm. Tương tự, 2 lít đây là đơn vị đo dung tích. 2 lít xuất hiện 7 lần. bằng 14 lít. 2 được lấy 7 lần bằng 14. Vậy 2 lít lấy 7 lần bằng 14 lít. Vậy ở đây từ một phép cộng dài như thế này, chúng ta viết ngắn gọn thành 2 lít nhân 7 bằng 14 lít. Tương tự, 2 lít nhân 5, 2 nhân 5 bằng 10. Đúng không? 2 lít được lặp lại 5 lần, được lấy 5 lần. Ta có phép nhân 2 lít nhân 5 bằng 10 lít. Đó. Hoặc chúng mình vận dụng phép nhân 2 nhân 6 bằng 12, sau đó viết thêm đơn vị kg. 2 nhân 10 bằng 20, viết thêm đơn vị kg. 2 x 8 bằng 16, vậy viết 16 và thêm đơn vị cm. 2 x 9 bằng 18, rồi viết thêm đơn vị dm. 2 x 7 bằng 14, rồi viết thêm đơn vị lít. 2 x 5 bằng 10, rồi viết thêm đơn vị lít. Các con có thể sử dụng bảng nhân chúng mình đã thuộc để làm bài tập số 2. Còn nếu bạn nào mà chưa nhớ bảng nhân thì chúng mình đưa về phép cộng các số hạng giống nhau. Vậy với phép cộng và phép nhân thì chúng ta thấy phép nhân sẽ ngắn gọn hơn, đúng không nào? Và vận dụng kết quả của bảng nhân chúng mình làm rất là nhanh. Cô mời chúng mình chuyển sang bài số 3. Bài 3, phần A và phần B. Phần A nêu phép nhân tích hợp với mỗi tranh vẽ. Các con quan sát nội dung hai bức tranh. Và các con chia sẻ cho cô giáo và các bạn xem trong tranh còn thấy những gì? Ở bức tranh số 1, các con thấy có 5 chậu hoa, mỗi chậu hoa có 2 bông. 5 chậu hoa như thế. Các con hãy viết phép nhân tương ứng vào các ô có dấu hỏi chấm ở dưới. Bức tranh số 2. Có 3 bạn, mỗi bạn cầm 2 vợt bóng bàn. Các con hãy viết phép nhân tương ứng vào các ô có dấu hỏi chấm ở dưới. Đó chính là yêu cầu của bài 3 phần A. Cô mời các con suy nghĩ. Viết cho cô phép tính vào vở. Sau đó đối chiếu với bài của cô. Mỗi chậu hoa có 2 bông, vậy chúng ta sẽ viết số 2. Và 2 được lấy 5 lần. 2 được lấy 5 lần. 22 xuất hiện 5 lần Ta lấy 2 nhân 5 Chúng mình vừa học thuộc bảng nhân 2 rồi 2 nhân 5 bằng mấy? 2 nhân 5 bằng 10 Vậy có tất cả 10 bông hoa Để tính số bông hoa của 5 chậu Chúng mình lấy 2 nhân 5 bằng 10 Và bây giờ chúng mình thử đếm lại 2, 4, 6, 8, 10 Đúng là có 10 bông hoa Vậy kết quả 10 là chính xác. Bức tranh số 2, mỗi bạn có 2 vợt bóng bàn, vậy chúng mình sẽ biết số 2. 2 được lấy 3 lần. 2 được lấy 3 lần, chúng mình sẽ nhân với 3. Chúng mình nhớ lại bảng nhân 3, 2 nhân 3 bằng mấy? 2 nhân 3 bằng 6. Vậy 3 bạn có 6 vợt bóng bàn. Chúng mình đếm lại xem đúng không? 2 4 6. Vậy ba bạn có 6 vợt bóng bàn. Bây giờ cô mời các con chuyển sang phần B. Kể một số. Kể một số kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2. Phép nhân 2 nhân 4 trong thực tế. Có rất nhiều tình huống. Các con có thể kể một tình huống Sử dụng phép nhân 2 x 4 trong thực tế Hoặc con có thể kể nhiều tình huống thì càng tốt Cô mời các con suy nghĩ để trả lời à, Ví dụ tình huống thứ nhất Mỗi bạn có 2 viên bi Hỏi 4 bạn có mấy viên bi Ta sẽ thực hiện phép nhân 2 x 4 Tình huống thứ hai, mỗi xe đạp có hai bánh xe, hỏi bốn xe đạp như vậy có mấy bánh xe? Ta cũng thực hiện phép nhân 2 nhân 4. Tình huống thứ ba, mỗi con gà có hai chân, hỏi bốn con gà có mấy chân? Ta cũng thực hiện phép nhân 2 nhân 4, vân vân. Các con cùng tìm thêm một số tình huống và nói với người thân, với bạn bè của mình. Các con đồng ý không nào? Hoặc các con có thể tìm thêm và các con bấm xuống phần bình luận cho cô. Và tiếp theo, cô mời các con tham gia trò chơi kết bạn, đó cũng chính là nội dung của bài số 4 ở trong sách giáo khoa trang 11. Trò chơi kết bạn, tất cả các bạn học sinh đứng thành vòng tròn. Sau đó, có một người điều khiển trò chơi. Các bạn học sinh sẽ hỏi người điều khiển là "Kết mấy? Kết mấy?" Người điều khiển sẽ trả lời, kết 4, kết 4 thì các bạn sẽ sẽ thành vòng tròn 4 bạn như thế nào? Bốn bạn sẽ tạo thành một vòng tròn. Nếu người chủ điều khiển trò chơi nói là kết 3, kết 2, kết 5, vân vân thì chúng mình phải làm theo hiệu lệnh của người điều khiển trò chơi. Kết mấy là tùy người điều khiển. Người điều khiển ra lệnh kết mấy thì chúng mình sẽ kết theo đúng yêu cầu ở đây là kết bốn vậy các con sẽ tìm bốn bạn tạo thành một vòng tròn như thế này thì đấy là kết bốn sau đó người điều khiển hỏi là mỗi người có hai chân bốn người có mấy chân nào các con suy nghĩ để trả lời à mỗi người có hai chân đúng không nhỉ mỗi người có hai chân thì bốn người sẽ có tám chân Làm thế nào để ta biết là bốn người có 8 chân? À, ta lấy 2 nhân 4 bằng 8. Mỗi người có hai chân. Đúng không? Mà có bốn người. Vậy ta lấy 2 nhân 4 bằng 8 chân. Đây là một trò chơi rất là hay. Vậy ngoài giờ học, các con có thể rủ các bạn của mình cùng nhau tham gia trò chơi này. Rất là vui. Đúng không các con? Và khi chơi các con cũng có thể đố cho các mời các bạn kết theo ý của mình và các con cũng đếm số chân hoặc số tay của một của các bạn trong một nhóm cũng được để chúng mình rèn kỹ năng nhân của mình. Vậy là vừa rồi chúng mình đã hoàn thành 4 bài tập ở trong sách giáo khoa. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con một số bài toán để mở rộng thêm kiến thức cho các con. Bài số 1 thay các biểu thức sau thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả. 4 x 5 cộng 4 Bây giờ chúng mình sẽ viết thành tổng các số hạng bằng nhau. 4 x 5 tức là 4 được lấy 5 lần. Số hạng 4 được xuất hiện 5 lần. Đó. 4 x 5 tức là số hạng 4 được xuất hiện 5 lần. Và cộng thêm 4. Đó. Vậy ta sẽ được Kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 24. 5 x 3 chính là số 5 được xuất hiện 3 lần. 1, 2, 3. Và cộng với số 5 phía sau nữa. Bằng 20. Đó chính là bài số 1. Bài 2. Viết mỗi biểu thức sau đây thành tích của hai thừa số. Tích tức là thực hiện thành phép nhân đấy. Ở đây có hai phép nhân, Bây giờ ta chuyển về phép nhân có hai thừa số. Nào các con quan sát này, 5 x 2 tức là số 5 được xuất hiện 2 lần. 5 x 6 tức là số 5 xuất hiện 6 lần. 1 2 3 4 5 6. Số 5 xuất hiện 2 lần và số 5 xuất hiện 6 lần. Dấu cộng này và cộng lại thì có nghĩa là số 5 xuất hiện 8 lần. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Vậy chính là số 5 xuất hiện 8 lần. 5 x 8 bằng 40. Tại sao con lại tính được kết quả bằng 40? Con lấy 5 cộng 5 bằng 10. 10 cộng 5 bằng 15. 20, 25, 30, 35, 40. Thực hiện các phép cộng số các số hạng giống nhau như thế này. Chúng ta được kết quả bằng 40. Đó. Mặc dù chúng mình chưa tính được bảng, chưa thuộc bảng nhân 5, nhưng vẫn các con dựa vào phép cộng các số hạng giống nhau, các con vẫn thực hiện được kết quả bằng 40. Rất là hay đúng không các con? Đó. 3 x 2 có nghĩa là số 3 được xuất hiện 2 lần. 3 x 4 tức là số 3 được xuất hiện 4 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vậy số 3 xuất hiện 6 lần, ta lấy 3 nhân 6. 3 nhân 6 bằng 18. Các con có thể thực hiện phép cộng, chúng mình chưa học bảng nhân 3 nhưng chúng mình thực hiện phép cộng các số hạng giống nhau như thế này. Chúng mình tính được kết quả của phép tính 3 nhân 6 bằng 18. Đó là điều tuyệt vời. Khi chúng mình thực hiện phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau ta vẫn tìm được kết quả. Cô mời các con chuyển sang bài số 3. Bài 3. Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? Ta tóm tắt bài toán. Mỗi xe đạp tức là một xe đạp có 2 bánh xe. Vậy cô tóm tắt 1 xe đạp 2.2 bánh xe. 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? Cụ tóm tắt 8 xe, 2 chấm, chấm chấm bánh xe. Sau đó, chúng mình chuyển sang phần bài giải. Bài giải thì gồm có câu trả lời, phép tính và đáp số. Chúng mình dựa vào câu hỏi của bài toán để chúng mình viết câu trả lời. Bỏ chữ hỏi đi. Bỏ chữ bao nhiêu thay bằng chữ số. Bỏ dấu hỏi chấm thay bằng chữ là. Vậy câu trả lời 8 xe đạp có số bánh xe là? và phép tính. Mỗi xe có 2 bánh, vậy 8 xe như vậy ta sẽ lấy 2 nhân 8. Ở bài này nếu chúng mình chưa học phép nhân thì chúng mình sẽ lấy 8 8 xe đạp, mỗi xe có 2 bánh, 8 xe như thế các con sẽ lấy 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2, 8 số 2 cộng với nhau. Nhưng ta học phép nhân rồi thì ta có thể viết thành phép tính nhân cho ngắn gọn đó là 2 x 8 bằng 16 bánh xe đáp số 16 bánh xe các con làm ra vở ô ly rồi các con đối chiếu với bài làm của cô cô khen những bạn làm đúng và trình bày bài sạch đẹp tiếp theo cô mời các con chuyển sang bài tập số 4 bài 4 mỗi con vịt có hai chân Hỏi 6 con vịt như thế có bao nhiêu chân? Chúng mình lại tóm tắt bài toán. Mỗi con vịt tức là một con vịt có 2 chân. Một con vịt 2 chấm 2 chân. 6 con vịt như thế có bao nhiêu chân? 6 con vịt 2 chấm 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 chân hỏi chấm. Các con lưu ý đơn vị con vịt thẳng cột với nhau, đơn vị chân thẳng cột và dấu 2 chấm cũng thẳng cột dọc. Bài giải Dựa vào câu hỏi chúng mình viết câu trả lời Bỏ chữ hỏi đi Bỏ chữ bao nhiêu thay bằng chữ số Bỏ dấu hỏi chấm thay bằng chữ là Con trả lời 6 con vịt như thế có số chân là Hoặc 6 con vịt có số chân là Hoặc số chân của 6 con vịt là Đều được Ta lấy 2 x 6 bằng 12 chân Đáp số 12 chân các con làm bài vào vở ô ly, sau đó đối chiếu với bài làm của cô. Cô khen những bạn viết đúng và trình bày bài sạch đẹp. Tiếp theo, cô mời chúng mình chuyển sang bài số 5. Tìm hai số có tích bằng 8 và có tổng bằng 6. Tích bằng 8 tức là thực hiện phép nhân hai số đó có kết quả bằng 8. Tổng bằng 6 có nghĩa là lấy hai số đó cộng lại thì bằng 6. Vậy hai số đó là hai số nào? Các con suy nghĩ, viết ra vở ô ly của mình. Sau đó đối chiếu với bài của cô. Các con bấm dừng video để suy nghĩ. À, ta có 2 x 4 bằng 8 và 2 cộng 4 bằng 6 bằng 4 tức là thực hiện phép nhân tích bằng 8 có nghĩa là hai số đó thực hiện phép nhân bằng 8. Kết quả bằng 8 và lấy hai số đó cộng với nhau tổng bằng 6. Vậy hai số đó chính là số 2 và 4. Cô mời các con trình bày lại. Ta có 2 x 4 bằng 8. 2 cộng 4 bằng 6. Vậy hai số đó là 2 và 4. Cô giáo khen những bạn đã tìm được hai số giống với của cô. Cô mời các con chuyển sang bài số 6. Điền số thích hợp vào ô trống. Các con suy nghĩ 10 nhỏ hơn 2 nhân chấm chấm nhỏ hơn 13. Vậy Kết quả của phép nhân này phải bằng 11 hoặc 12 vì 10 nhỏ hơn 11, nhỏ hơn 12 và nhỏ hơn 13. Vậy các con suy nghĩ 2 nhân mấy bằng 11? À chúng mình không tìm được số nào mà 2 nhân với số đóng bằng 11. Vậy 2 nhân mấy bằng 12? À 2 nhân 6. 2 nhân 6 bằng kết quả 12. 10 nhỏ hơn kết quả 12, nhỏ hơn 13. Vậy chúng mình điền số 6 là đúng. Các con thân mến, vậy là chúng mình vừa học bảng nhân 2 và chúng mình đã đọc thuộc bảng nhân 2 và vận dụng làm các bài tập trong sách giáo khoa và những bài tập để mở rộng nâng cao kiến thức. Các con có thể xem lại video và ôn lại bài cho nhớ. Các con hãy chia sẻ video cho các bạn của mình cùng học. Và xem video xong các con bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video tiếp theo của cô Lan. Các con có thể đóng góp ý kiến vào phần bình luận để những video video tiếp theo cô Lan sẽ làm được hay hơn. Cô chào các con.